hội thảo tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau Covid-19 thu hút sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh, cùng các cơ quan ban ngành, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chuyên gia lãnh sự quán nước ngoài. Quá trình 2 năm Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Bộ Khoa học Công nghệ hợp tác đã giúp nhiều doanh nghiệp và nông dân xây dựng, tiếp cận với các tiêu chuẩn phổ quát của Việt Nam, thế giới, nhất là tiêu chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập mà Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao ban hành. Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập đã ký kết thừa nhận lẫn nhau với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, với tổ chức GMP Cộng và tham gia là thành viên của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Global Gap từ năm 2018 đến nay. Tại hội thảo, ban tổ chức cũng trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập cho 4 doanh nghiệp thực phẩm và phi thực phẩm. Như vậy, từ khi hoàn tất khâu xây dựng bộ tiêu chí, đến nay chương trình đã cấp chứng nhận này cho 146 doanh nghiệp. Chúng tôi đã hoạt động hơn 10 năm trong cái ngành phụ gia thực phẩm và phụ gia thủy sản, thì chúng tôi đã cố gắng rất là nhiều từ cái khâu tiếp nhận nguyên liệu, chọn nhà cung cấp nguyên liệu đến là khâu kiểm soát rất là khắt khe. Ngoài ra chúng tôi áp dụng rất là triệt để các cái tiêu chuẩn quốc tế, nhận được cái chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, thì thực sự là chúng tôi rất là vui mừng tại vì cái tiêu chuẩn này thì được đánh giá rất là thực tế. Bên tôi là cảm thấy là rất là vinh dự khi mà được nhận cái chứng nhận hiện tại, vì là đã được coi như là một đơn vị thứ ba họ công nhận cái sự nỗ lực của chúng tôi hiện tại, cũng là một cái động lực để cho toàn bộ nhân viên rồi là anh chị em trong công ty cố gắng hơn nữa. Hai năm rồi thì chúng tôi nhận thấy có mấy ý nghĩa của cái việc tổ chức cái chuẩn này. Đầu tiên là cái hội của Hàng Việt Nam chất lượng cao đã có một cái cách tiếp cận toàn diện hơn khi mà đưa ra cái tiêu chuẩn cả ở đầu ra và đầu vào. Thứ hai của cái bộ tiêu chuẩn này ra đời đó chính là Hiệp hội Việt Nam chất lượng cao đã đưa ra một cái cách là kết hợp giữa các cái yếu tố đánh giá chủ quan với các yếu tố đánh giá khách quan dựa trên khoa học kỹ thuật. Thứ ba khi mà chúng tôi đánh giá là đó là một cái sự vào cuộc rất là nhanh, rất là chủ động và rất là sớm của Hiệp hội Việt Nam chất lượng cao. Cuối cùng, cái ý tưởng của xây dựng cái bộ tiêu chuẩn này đó chính là không chỉ là chúng ta tập trung đưa những cái sản phẩm hàng chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu, mà chúng ta đã quan tâm rất nhiều hơn đến người Việt Nam. Qua 2 năm thực hiện bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, thì một điểm rất quan trọng là chương trình đã xây dựng được một tiêu chuẩn bước đệm giữa VietGAP và GlobalGAP để đưa nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới. Đó chính là LocalGAP. LocalGAP là chương trình nhằm tạo bước đệm cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận từng bước với thực hành nông nghiệp tốt theo chuẩn quốc tế, được sự thừa nhận rộng rãi của đa số thị trường khó tính thế giới. Chuyên gia LocalGAP Nguyễn Kim Thanh trong gần 2 năm trở lại đây đã tư vấn cho các hợp tác xã nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Từ kinh nghiệm thực tiễn này, bà chia sẻ nhiều nội dung về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Các diễn giả cũng bàn tới làm sao để tiếp thị nông sản Việt Nam vào thị trường châu Âu khi Hiệp định EVFTA đã được phê chuẩn. Thạc sĩ khoa học về nông học nhiệt đới Steven Stamens đã đưa ra những lời khuyên để nông sản Việt Nam có thể vào khu vực này. Trong đó, ông nhấn mạnh đến tiêu chuẩn LocalGAP. Nếu như mà mình không có đáp ứng các yêu cầu lực lượng của cộng đồng chung châu Âu thì mình sẽ không xuất được vào cái thị trường chung châu Âu. Tiêu chuẩn LocalGAP thì đây gần như là một cái tiêu chuẩn nó bắt buộc khi mà mình tham gia vào trong cái thị trường châu Âu. Chúng ta cần cũng phải xác định được là cái thị trường ngắt của chúng ta là cái gì, thì khi đó là có thể là sẽ có một số cái yêu cầu sẽ phải gia tăng thêm. Cái chuyện mà xây dựng lòng tin đó là một cái chuyện khó, thì như vậy là cái lời khuyên của tôi sẽ là tổ chức những cái nhà sản xuất lại với nhau. Chúng ta đã có những cái hợp tác xã rồi, nhưng mà nếu như chúng ta tổ chức trong những cái tổ chức chuyên nghiệp giống như là BSA ở đây thì có thể là chúng ta sẽ có một cái vị thế khác. Tại vì những cái nhà sản xuất nhỏ thì chúng ta sẽ không có phương tiện, chúng ta cũng không có đủ nguồn lực về tài chính để chúng ta làm tất cả mọi việc. Ngay tại chương trình, Tổ chức Hỗ trợ Dân tộc Thiểu số Cải thiện Sinh kế thuộc Ủy ban Dân tộc Quốc hội cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tài trợ cho chương trình xây dựng tiêu chuẩn LocalGAP của các hợp tác xã. Việc ký kết này đánh dấu một chặng đường mới của cuộc hợp tác giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao để góp phần nâng tầm tiêu chuẩn cho nông dân, hợp tác xã tại Việt Nam.